Những bài cuối này chúng ta học về kỹ năng mềm. Kỹ năng mềm là chính. Phần cứng đã xong hết rồi. Giờ đến phần mềm. Thì đầu tiên á, theo mọi người á, theo mình á, là khi mà tập luyện á, cái khó nhất là cái xây dựng cái thói quen cho người mới. Cho người mới nên cái bài 19 này là bài nói về cái việc xây dựng cái behavior change, tức là làm sao bỏ cái thói quen cũ và xây dựng cái thói quen mới, và bởi vì cái thói quen cũ nó không có mang lại cái tích cực cho sức khỏe, cho cơ thể, nên mình bắt buộc phải bỏ dần và hình thành cái thói quen mới. Nhưng mà đầu tiên là phải thay đổi được cái mindset về giống như vấn đề tập luyện, ăn uống, rồi nghỉ ngơi, sinh hoạt này kia mọi thứ, thì lúc này nó mới có được những kết quả mới theo mong đợi. Và đây cũng có thể là cái bước mà khó nhất trong trong cái quá trình làm việc của PT, hoặc theo mình nghĩ cả tất cả các ngành nghề cũng vậy. Giống như người ta hay nói, tư tưởng không thông thì làm gì cũng không xong, nên đầu tiên phải xuất phát từ việc tư tưởng phải thông trước đã. Không biết mấy bạn đã từng làm việc với khách hàng có gặp trường hợp giống như là khách hàng không có thông được mindset cho họ không? Kiểu như là họ vẫn có những cái suy nghĩ cũ không có thay đổi được, làm ảnh hưởng đến cái quá trình tập luyện hoặc làm việc chẳng hạn. Em cũng có khách hàng kiểu chị kiểu như là mình nói rất nhiều lần rồi nhưng mà chị vẫn có tư tưởng đấy là kiểu ăn cơm là béo ấy. Kiểu nói lúc nào em cũng nói luôn với chị là chị ăn cái gì không quan trọng là lượng chị ăn bao nhiêu, bây giờ là cái gì chị mà ăn nhiều chị mà ăn thừa thì nó sẽ béo thôi, còn cơm hay không thì nó không phải là yếu tố quyết định. Thì lúc nói thì chị cũng gật gù, chị cũng đồng ý thôi, nhưng mà cứ kiểu vu vơ là chị nói là chị lại kiểu như là bị là kiểu là do cơm ấy, kiểu như là cái suy cơm gây béo nó thành một bức tường vững chắc ở trong đầu chị rồi ạ. Đúng rồi, nó đã trở thành cái mindset rồi, nên nó nói chúng ta hay nói huyên thuyên về chuyện là phải thay đổi thói quen và hướng dẫn khách hàng thói quen mới, nhưng mà khi đã nói về thói quen rồi thì nó là bạn của khách hàng, nó là một cái thân thuộc với khách hàng, nên nó cũng là cái tảng đá lớn nhất của tất cả các cái ngành nghề, tại vì ai cũng nghĩ đã có thói quen, đã có kinh nghiệm này kia nọ, nên họ khó thay đổi được cái đó. Kể cả ví dụ như Quân gặp học sinh mà đã từng học ở một đâu đó nhưng mà vẫn chưa cải thiện được, nhưng mà khi qua một cái kỹ thuật học mới chẳng hạn, hoặc phương pháp học mới, thì đôi khi cũng khó, tại vì phải thay đổi mindset cho họ. Không biết dạy tiếng Anh có giống vậy không? Đúng rồi, lúc nào cũng phải thay đổi cái mindset của họ hết chứ đâu thể nào mà họ cứ theo cái lối cũ mà được. Mình phải cái buổi đầu luôn luôn là cái buổi gọi là thông thông não, dùng từ thông não hơi hơi kỳ, nhưng mà mình nói lại cho họ là cái đây là cách mình làm và đây là lý do vì sao mình làm như vậy. Nó Đúng rõ rồi. là luôn ngay buổi đầu luôn, để mà nếu họ theo được thì họ theo, không được thì thôi. Thật sự là vậy. Thì hầu hết công việc gì cũng vậy, công việc gì cũng phải thông cái mindset trước, thì mới mới từ cái mindset đó mới dẫn đến cái hành vi thay đổi. Tại vì như chúng ta chỉ có thể dạy cho họ về kiến thức, chứ chúng ta không có kiểu bán cái sản phẩm cho họ. Ví dụ như bây giờ họ đi mua chiếc xe thì họ có chiếc xe, nhưng bây giờ họ đi mua sức khỏe, họ không có sức khỏe. Họ phải là cái người tham gia vào cái việc hình thành cái và xây dựng cái sức khỏe đó, chứ không phải họ bỏ tiền ra là họ sẽ có sức khỏe liền. Cái ngành dịch vụ nó là như vậy, giống như việc học cũng vậy. Bạn chỉ có thể mua được cái kiến thức mà giáo viên dạy cho bạn thôi, chứ còn cái kiến thức đó áp dụng cho bạn thế nào đó, nó tùy thuộc vào cái khả năng vận dụng của mình và khả năng mình hiểu biết bao nhiêu về cái đó đó. Nên nói đi cũng nói lại nè, thì làm sao cái người huấn luyện viên phải tạo được niềm tin cho người khách hàng để họ họ nghe, họ hiểu rồi họ tin tưởng, thì lúc này họ mới làm theo. Còn nếu họ không tin, họ có thể họ sẽ không làm theo. Ok, thì đầu tiên á, cái điều quan trọng nhất có lẽ là cái việc tạo ấn tượng ban đầu. Tạo ấn tượng ban đầu. Ví dụ như bước vào một cái lớp mới, bước vào một cái nhóm mới, hoặc là bước vào đi tập một cái việc mình chưa bao giờ làm, một khách hàng mới đến gặp mình lần đầu tiên, làm sao để tạo ấn tượng với họ. Rồi ví dụ như lần đầu tiên gặp crush của mình chẳng hạn, làm sao tạo ấn tượng được.
Ok, theo như các bạn làm sao, có những yếu tố nào có thể giúp mình gây được ấn tượng với người đối diện? Theo Quân làm sao có thể gây được ấn tượng với người đối diện? Alo, Nghe nè, alo. nghe nghe nè. Ok. Thì Quân nghĩ nếu bằng thường á thì đã cho mình thường thường Quân Quân để cái buổi đầu tiên Quân sẽ là nghĩ ra cái trò gì đó cho nó vui vui một tí, như là có một trò chơi gì đó để Quân đồng thời hiểu bạn đó hơn, rồi từ đó Quân mới bắt đầu nói chuyện với bạn đó theo một cách nó thoải mái một tí, đúng không? Thì Quân nghĩ lúc nào cũng có một cái Quân dùng từ là gọi là icebreaker, tức là để nói chuyện với bạn khách mới á, bạn học viên mới của Quân á, thì Quân sẽ dùng cái đó để cho họ cảm thấy thoải mái hơn khi nói chuyện với mình. Ok. À, vậy liên quan tới fitness, ví dụ như Dũng đi, hồi trước Dũng làm ở những cái trung tâm fitness đó, thì cái buổi đầu tiên gặp mặt đó, theo Dũng nghĩ là cái gì là quyết định tạo được cái ấn tượng ban đầu? Nếu mà cái buổi đầu tiên thì thường thường mình nói chuyện với người ta rồi mình lắng nghe người ta thôi, sau đấy xem là cái người ta đang vướng mắc ở chỗ nào thì mình giúp người ta mình giải quyết thôi. Ok. Tại vì con người mình nó có cái đặc điểm là thích thích được nói, dùng chọn cái skill là Ok. À, còn theo Ly thì sao? Ví dụ em tiếp cận khách thì em sẽ làm thế nào để ấn tượng, tạo ấn tượng? Thường thì nếu mà có khách mới đến phòng của em ấy, thì là em cứ ra chào, em cười tươi, em ra chào hỏi các kiểu thôi, hỏi tên với cả hỏi xem là người ta đã đi tập bao giờ chưa. Nếu như mà người ta chưa đi tập bao giờ thì thường là những cái người mà họ đến mà họ chưa đi tập bao giờ thì họ đến họ thường khá là bỡ ngỡ, thì lúc đấy em sẽ hướng dẫn họ khởi động qua với cả hướng dẫn họ sử dụng máy chạy chẳng hạn. Còn đâu những cái người mà họ mới đến nhưng mà kiểu họ biết tập rồi thì thường là họ cũng kiểu như là họ cũng tự tự kiểu tự tập luôn ấy ạ. Ok. Đó, tùy tùy cái mô hình của công việc, tùy cái mô hình của cái câu lạc bộ đó mà có nhiều cách tiếp cận khách hàng khác nhau. Nhưng mà nhìn chung á thì người ta nói có nguyên tắc 20 giây tạo ấn tượng, tức là 20 giây đầu tiên sẽ quyết định là cái người khách này có ấn tượng tốt hay xấu về mình. Đó. Thì giống như là họ nhìn thấy mình cười, niềm nở, giàu năng lượng hay ít năng lượng, có nhiệt tình hay không, hay là cảm thấy có độ trust hay không, đó là do 20 giây đầu tiên đó. À, cái này mình hay nói là cái có thể gọi là cái thần thái của cái người đó. À, một người nói nhiều, một người hồ hởi chưa chắc đã tạo được cái ấn tượng bằng cái người nói từ từ hoặc là nói ít, đúng không? Mà cái đó có lẽ là do nhiều yếu tố, ví dụ như là từ cách chuẩn bị như trang phục, rồi trau chuốt bên ngoài, rồi đến cách dùng lời nói, cách cử chỉ hình thể, ngôn ngữ gì đó, tất cả mọi thứ, và nó làm toát lên được cái thần thái đó. À, và cái đó là một cái mà người ta phải cái người thực hiện phải lặp đi lặp lại, phải thực hành, giống như là cái bộ nguyên tắc ứng xử của họ để nó thành một thói quen sau này. Nó cho ta khi nghĩ đến cái người đó là cái người khách hàng tự hình dung ra được, à, người này là như thế nào, kiểu như vậy. Thì đó là cái quan trọng của cái việc mà tạo ấn tượng ban đầu. Tạo ấn tượng ban đầu thì theo cái cuốn NSM này á, nó cũng có nói đến, để xem, thể hiện được vẻ bên ngoài và cử chỉ lời nói, về cái cách hướng dẫn thể hiện cho họ thấy mình có năng lượng, có sự thân thiện chẳng hạn. Nutrition, cái này. Những cái bài về kỹ năng mềm này thật ra ở đâu cũng có dạy kỹ năng mềm cả, nên mình sẽ giống như kiểu thảo luận nhiều hơn là mình dạy, vì vì tại vì nhiều người chia sẻ thì nó sẽ kiến thức nó sẽ rộng hơn và nó đa dạng hơn, sẽ đỡ nhàm chán hơn. Rồi. Ở đây okay. Mình vừa bộ cái bài này nó khá là dài, không có ngắn. Đây, ok. Rồi, một trong số những cái
kỹ năng khi mà tạo ấn tượng trong 20 giây đầu tiên như là cái gì? Eye contact, à, nhìn vào mắt người ta để tạo được trust. À, à, các bạn từ bao giờ tạo được cái eye contact này? Kiểu chắc khi mà bước ra làm rồi thì bắt đầu mình sẽ bớt ngại, mình gặp nhiều người rồi bắt đầu mình sẽ quen cái việc sử dụng eye contact này hơn so với những người mà ít tiếp xúc. Giống như hồi xưa mình cũng vậy, hồi xưa mình ở nhà nhiều, mình không có tiếp cận người này người kia, nên đôi khi tiếp cận một người mới này kia nọ mình sẽ hay bị ngại ngùng chẳng hạn. Nhưng mà dần dần nó sẽ thành một cái thói quen và nó cũng là một cái kỹ năng cần phải tập. Rồi kỹ năng giới thiệu bản thân. À, kỹ năng giới thiệu bản thân. Giới thiệu bản thân để làm gì? Để tại vì giống như mình là huấn luyện viên ở nơi đó, người ta đến đây người ta không biết gì hết trơn, thì người ta cần một người biết và chỉ dẫn, thì đó là mình. Thì mình phải có một cái bước giới thiệu bản thân, à, để cho người ta biết, à, bạn là ai, ở đây làm gì, rồi tại sao tôi nên tin bạn chẳng hạn vậy đó. Rồi chào người khách, và rồi cười nói, bắt tay này kia nọ, và nhớ được tên của khách hàng và dùng tên khách hàng, và dùng sử dụng tốt kỹ năng ngôn ngữ hình thể. Có một cái có lẽ là người Việt hoặc người châu Á mình ít hơn so với người nước ngoài, có lẽ là do cái kỹ năng mà sử dụng ngôn ngữ hình thể. Các bạn thấy vậy không? Giống như là chúng ta có gì chúng ta cũng sẽ nói, hoặc là chúng ta ít ngại, chúng ta ngại tiếp xúc cơ thể hơn với người ta. Ví dụ như chúng ta cũng ít bắt tay hơn, chúng ta cũng nói sao ta, những cái lời khích lệ. Không biết các bạn khi đi làm các bạn có thường nghe những lời khích lệ từ sếp hoặc từ đồng nghiệp hay không? Không biết kinh nghiệm mọi người thế nào. Thịnh đi, Thịnh đó giờ đi làm ở chỗ làm á, có thường được sếp khích lệ không? Có được thường được sếp khen ngợi hoặc là khích lệ hay là vui vẻ này kia không? Dạ có anh. Lúc mà những ấy là chỉ cần lời nói thôi. Nhưng mà thường chúng ta sẽ dùng lời nói nhiều. Đó thì vì cái này là nó đang viết theo kiểu góc nhìn phương Tây á, nên sẽ có bắt tay, sẽ có này kia nọ. Nhưng mà dần chúng ta cũng đang học dần những cái kỹ năng này, tại vì nó tốt thôi, tại vì tạo sự thân thiết, tạo cái mối liên hệ, liên kết với khách hàng đó. Và bên cạnh đó, những cái kỹ năng này thì một số cái mà thể hiện cái người huấn luyện viên này có sự chuẩn bị hoặc là có chuyên nghiệp hay không, nó ở cái vẻ bên ngoài, ở sự chuẩn bị họ. Ví dụ như họ nhìn có vẻ chuyên nghiệp, trong sạch sẽ, trong gọn gàng kia nọ. Vì không thể nào mà vô mình là một huấn luyện viên mà mình là một người làm biến tập được chẳng hạn như vậy, hoặc là mình không, hoặc là mình là một người ăn uống quá độ chẳng hạn, thì mình không thể nào kiểu tạo được cái độ trust cho cái người đối diện. À, mình nói về kiến thức này kiến thức kia, về tập luyện, về ăn uống, nhưng mà tập thì mình không tập, mà ăn mình cũng không ăn, thì sao mà nói được, đúng không? Đó, hoặc là nên kiểu mình phải là một cái gì đó giống như là một cái người ta hay gọi, có thể gọi là tấm gương. Thì cái này là cái mà người khách hàng bước đến và muốn trở thành một người giống mình đó. Và cái đặc biệt cái nghề này, những người có vẻ bề ngoài tốt thì sẽ chăm chút vẻ bề ngoài tốt, thì khả năng tiếp cận hoặc là kết nối với khách hàng sẽ tốt hơn so với những bạn chưa biết chăm chút bên ngoài, đúng không? Nếu mà có thắc mắc hay có ý kiến gì mọi người cứ chia sẻ ha, mình cứ thảo luận thôi. Rồi khả năng xây dựng mối quan hệ với khách hàng, tức là nói chuyện, rồi tìm hiểu, rồi từ đó chúng ta thể hiện cách chúng ta lắng nghe khách hàng, rồi thể hiện được cái sự tự tin trong giao tiếp để cái người khách hàng cảm thấy, à, tôi có thể tin người này, khi tôi tập với người này tôi cảm thấy sẽ hiệu quả và an toàn chẳng hạn vậy. Đó. Bên cạnh đó, những cái cảm xúc như là thân thiện, ấm áp, hoặc sự đam mê trong cái cách mình nói. Về những cái mà bên trong như này, giống như là cái sự đam mê hoặc là cái sự tự tin như vậy, thật ra mình nghĩ nó cần một cái thời gian để rèn luyện mới có được.
Có bao giờ các bạn cảm thấy không tự tin hoặc là không tự tin khi nói chuyện với khách hàng không? Từ lúc mà đi làm đến bây giờ. Chia sẻ kinh nghiệm. Cũng có lúc anh ạ. À, cũng có đúng không? À, thì hầu như ai ban đầu khi làm một cái nghề gì đó cũng vậy. Một cái nghề gì đó khi mình mới bắt đầu bước chân ra làm, mình chưa có kinh nghiệm, mình chưa có tìm hiểu nhiều, nên mình sẽ dễ bị lo lắng. Và đôi khi mình không muốn thể hiện cái đó ra, nhưng mà kiểu cái hình thể mình, cái cảm giác của mình nó làm cho mình kém tự tin đi, hoặc là mình không lấy được cái sự tin tưởng từ khách hàng như vậy. Đó, kiểu lời nói mình ấp úng này kia nọ. Thì làm sao, theo các bạn làm sao để cải thiện cái sự tự tin, hoặc là làm sao để thể hiện cho người ta thấy mình đam mê với việc đó chẳng hạn vậy. Theo theo Tuấn sao? Làm sao thể hiện được sự tự tin của mình? Không nghe được, không nghe được. Chắc nhỏ quá không nghe được. Mấy Quân thử chia sẻ về kỹ năng mềm, làm sao xây dựng tự tin. À, Quân đi lấy đồ chưa về. Ly, Ly chắc rành về cái xây dựng sự tự tin rồi ha. Em nghĩ là nếu mà mình muốn tự tin thì thứ nhất là thế nào nhỉ, gọi là mình phải đẹp ấy ạ. Mình là huấn luyện viên thì khi mà mình đẹp thì tự khắc là đã có một cái phần tự tin ở trong đấy rồi ạ. Thì sau đấy thì khi mà mình đẹp xong thì mình phải biết cách ăn mặc này. Nếu mà ví dụ như em chỗ em làm em không phải mặc đồng phục gì cả, thì em cứ thích mặc gì thì em mặc thôi ạ. Thì em thì em chọn những cái gì mà em mặc em cảm thấy đẹp nhất, phù hợp với em nhất. Còn đâu mà nếu mà phải mặc đồng phục thì em không nói ạ. Nhưng mà tóm lại là mình đẹp thì mình đã thấy tự tin hơn rồi ạ. Thế nên là ví dụ như em mà đi đến phòng thì em cũng phải trang điểm chẳng hạn. Còn với các anh nam thì em cũng không rõ lắm. Thì cũng giống vậy. Nói chung là làm đẹp mình trước, bằng việc tập luyện, bằng việc trau chuốt bên ngoài một chút. Rồi bên cạnh đó cái sự tự tin này có thể đến từ cái việc mình nỗ lực nghiên cứu, học tập về cái lĩnh vực của mình cũng được. Trong lời nói mình thể hiện được sự tự tin đó. Và bên cạnh đó, khi mà mình có kiến thức đó, mình sẽ thể hiện được cái đam mê mình trong cái công việc mình đang làm. Một người, ví dụ khách hàng bước đến tập, họ sẽ muốn tập với một người có đam mê trong công việc đó hơn là một người bị áp lực bởi doanh số để mà hướng dẫn họ đó. Theo mình nghĩ như vậy. Theo mình nghĩ đó, mà những người có đam mê mà giúp người đối diện cảm thấy được cái chuyện đó thì cái độ trust sẽ tin nhiều hơn đó. Và bên cạnh đó thể hiện bằng cách chúng ta đặt những câu hỏi với khách hàng nữa. Đặt những câu hỏi, đặt câu hỏi cũng là một cái kỹ năng. Có những người đặt câu hỏi xong khách hàng trả lời xong cái hết biết nói gì, sẽ bị cắt đứt câu chuyện như hạn. Nên người ta thường hay phân ra làm câu hỏi mở, câu hỏi gọi mở, để cho khách hàng có thêm điều kiện để chia sẻ những cái mà khách hàng muốn nói với mình. Rồi, thì đó là về mặt chủ quan. Về mặt khách quan nữa thì là tùy coi cái nơi đó là cái địa điểm mình làm việc là ở đâu nữa. Rồi, ví dụ như làm việc ở một cái phòng bình thường, phòng bình dân nó sẽ khác. Hoặc thì giống như yêu cầu sẽ tăng dần theo. Ví dụ làm việc ở phòng bình dân sẽ khác, làm việc ở những cái câu lạc bộ lớn 3 sao, 5 sao thì nó sẽ khác. Tại vì lúc này khách hàng bỏ số tiền nhiều hơn và cái yêu cầu của họ cũng sẽ nhiều hơn. Tại vì để cho nó tương xứng với cái giá trị mà họ phải trả. Cái giá họ phải trả mình phải mang lại cái giá trị tương xứng như vậy. Và cái sự chuyên nghiệp cũng phải tăng dần như vậy. Đó. Không biết thì ở đây cái phòng của Ly có lớn lắm không hay là cũng bình thường? Phòng nhỏ thôi anh ạ. Đó thì... theo mình làm được một số phòng á, thì cái việc chúng ta làm những cái phòng gọi là sao ta, tương đối
cao cấp thì nó sẽ giúp chúng ta chọn được phân khúc khách hàng luôn. Đó, giống như là những người đến đó thì họ đã có khả năng chi trả cho những cái gói tập giá trị lớn, và lúc này là chúng ta, cái việc của chúng ta là phải đảm bảo được cái chất lượng đó cho nó tương xứng với cái giá đó. Thì lúc này chúng ta sẽ không có quá phải quan tâm về cái việc là khách hàng kia kèo giá xuống quá thấp chẳng hạn như vậy. Đó. Còn nếu bây giờ, tất nhiên giống như ở Sài Gòn đi, ví dụ ở Sài Gòn thì khách ở khu vực, ví dụ những cái quận vùng ven, Bình Tân, quận 8 này kia nọ, thì mình không biết là có giá quá cao hay không, nhưng mà khu vực Bình Tân, Tân Phú hay quận 11 chẳng hạn thì giá nó không quá cao. Sẽ không cao bằng so với những khách ở khu vực quận 3, quận nhất hoặc là quận 2 chẳng hạn. Thì khả năng chi trả họ sẽ khác nhau. Nên cái địa điểm mình làm việc cũng là một phần quyết định cái giá trị của mình luôn. Đó. Bên cạnh đó thì chỗ đó cũng phải có nhiều kiểu không gian như thế nào, rộng rãi hay hiện đại hay nó có tiện lợi hay không. Đó là về mặt khách quan. Cái khách quan này thì mình không làm chủ được, nên mình cố gắng tối ưu được cái chủ quan của mình. Dù mình ở đâu, dù mình làm tự do hay dù mình làm phòng nhỏ, phòng lớn gì, mình luôn cố gắng cải thiện cái mà cái bản thân mình thì nó sẽ ok. Rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ tìm hiểu năm cái, ở đây nói gì ta? Năm cái mức độ chuẩn bị của một người mới bước đến phòng tập. Hoặc thì như các cái hình các bạn có thể thấy là năm bước, ở đây có thể là năm bước để thay đổi cái hành vi. Có những người đã xuất hiện ở bước thứ 3 hoặc là bước thứ 4. Có những người thì bước ở thứ 2, ở bước thứ 2, hoặc có những người xuất hiện ở bước đầu tiên. Thì gồm có những bước gì? Tức là bước 1 là họ chưa có một cái ý niệm gì về cái việc xác định cái việc thay đổi thói quen cả. Ở đây là nói cụ thể hơn là cái việc tập luyện. Họ chưa hề nghĩ đến việc họ phải đi tập. Họ chỉ biết đi làm rồi về thôi. Không có nghĩ là việc tập nó sẽ như thế nào. Rồi. Thứ hai là họ có suy nghĩ về cái việc tập này. Có suy nghĩ về cái việc tập. Và họ nghĩ là họ có kế hoạch tập. Nhưng mà sẽ có những cái mà hiểu lầm. Những cái mà kiến thức nó chưa đúng. Tại vì họ mới có suy nghĩ đến chuyện đi tập thôi. Chứ họ cũng chưa bước ra tập bao giờ. Nên những cái họ đang nghĩ là đúng nhưng thật ra có thể là vẫn chưa đúng chẳng hạn vậy. Rồi đến cái giai đoạn mà preparation thì trong fitness họ xem những khách hàng đối tượng này á, là lên kế hoạch tập, ví dụ tháng sau tôi đi tập, nhưng mà thật ra họ vẫn chưa tập mà họ đã có kế hoạch tập thôi đó, vì một số lý do như là công việc, do gia đình, do thói quen hoặc là do giờ giấc gì đó họ chưa sắp xếp được nên họ phải còn vẫn hẹn. Rồi đến giai đoạn action á, là họ đã đi tập rồi, họ đã bước vào họ tập rồi, nhưng mà vẫn có những cái rào cản trong cuộc sống làm cho họ đôi khi bị gián đoạn. Ví dụ tập 1-2 tháng phải nghỉ đi công tác, hoặc là nằm 1-2 tháng cái đi du lịch, hoặc là 1-2 tháng cái có một cái sự kiện gì đó họ phải nghỉ, nghỉ một vài ngày hoặc là nghỉ tuần, mà có thậm chí là nghỉ cả tháng như vậy. Đó, họ không duy trì được cái việc tập của mình. Và cái cuối cùng á, khi mà họ maintain, tức là họ duy trì được cái thói quen mới như vậy á, thì tức là đang nói những người có thể duy trì việc tập luyện liên tục được từ 6 tháng trở lên, cỡ nửa năm trở lên, thì có thể xem là họ đã hình thành được một cái thói quen mới. Đó là một phần trong cuộc sống của họ. Vậy câu hỏi đặt ra là đối với từng cái mức độ thay đổi thói quen như vậy á, chúng ta sẽ có cách tiếp cận như thế nào với từng cái loại đối tượng khác nhau như vậy. Ví dụ những người mà chưa hề có ý niệm gì về cái việc tập luyện, thì chúng ta sẽ làm gì đối với đối tượng khách hàng này? Theo Dũng thì mình sẽ làm gì đối với đối tượng này? Thì xem nguyên nhân người ta do đâu người ta lười tập. Ok. Rồi, theo Ly, em thì sao? Chưa hề đi tập và cũng chưa hề có ý định đi tập cả. Họ chưa biết gì về cái việc tập hết và cũng không có định là sẽ đi tập. Hay Thịnh nè, Thịnh hồi trước chắc làm sale hả?
có gặp những cái đối tượng khách hàng này không? À, mình nghĩ là đối tượng khách hàng một level 1, 2, 3 này khá nhiều á. Đặc biệt là người Việt mình. Theo em là kiểu họ chưa thấy cái sức khỏe của họ đi xuống á. À, đúng rồi. Họ tự tin về sức khỏe của họ, với là mình thường thường mình sẽ đào sâu vào cái vấn đề bệnh lý nhiều hơn. Ừ. Tức là lúc đó mình sẽ đưa họ thấy cái hậu quả, thấy cái sức khỏe của họ, rồi sau đó mình sẽ định hướng cho họ. Ừ. Theo các bạn á, thì đối tượng khách hàng mà recontemplation này ở đâu? Những người này là những người ở đâu? À, theo Tuấn, khách hàng này đang ở đâu? Những người này đang ở đâu? À, hơi nhỏ, không có nghe rõ lắm. Hoặc có thể nhắn vào cũng được. Đối tượng khách hàng này, theo mình á, đối tượng khách hàng này vì họ chưa có cái ý niệm gì về việc đi tập, nên đây là những người gọi, mình có thể gọi là khách hàng tiềm năng, tức là họ chưa bao giờ tập. Họ là những người làm văn phòng, hoặc là sáng đi làm công sở, chiều về đi nhậu, hoặc sáng đi làm, chiều về đi đá banh, hoặc là sáng đi làm, chiều về nằm coi tivi đó. Và sức khỏe họ vẫn vậy, họ chưa có thấy về cái tầm quan trọng của sức khỏe bị thay đổi như thế nào. Thì làm sao tiếp cận khách hàng này? Những khách hàng này họ thậm chí họ chưa muốn đi tập mà. À, có thể là tiếp cận bằng kênh mạng xã hội, hoặc là do đồng nghiệp đi tập, hoặc là do người thân đồ này kia nọ gợi ý. Thì lúc này họ mới có cái việc suy nghĩ về việc tập, hoặc là họ vô tình xem được một đoạn video tập, hoặc là vô tình đọc được một đoạn quảng cáo gì đó về việc tập luyện. Thì đó là dạng khách hàng này, họ chưa hề có suy nghĩ về việc phải tập, và cũng không biết được là lợi ích, những cái ưu điểm và khuyết điểm của việc tập nó sẽ ảnh hưởng gì, ưu điểm, những lợi ích tập sẽ được gì và không tập sẽ bị gì chẳng hạn vậy, không biết gì hết trơn á. Đó. Thì nếu mà có gặp những khách hàng này, ví dụ như thường nếu mà chúng ta gặp ở trung tâm chúng ta, thì thường là một người được bạn bè rủ đi tập chung mà trước giờ chưa tập gì hết. Đó, đây là người không có lý do để tập, mà đi tập chỉ là để vui thôi. À, khách hàng đi đến để tập vì có một người bạn rủ đi tập chung, thấy này lạ, thôi tập thử để coi làm sao, thì khi nào đó. Thì khi tiếp cận với khách hàng này chúng ta phải làm gì? À, theo mọi người chúng ta phải làm gì đối với khách hàng này? Ly có ý kiến không? Ờ, theo em thì với những khách hàng này thì mình có thể đánh nhiều vào cái kiểu cái lợi ích, đó là tập giúp họ trở nên đẹp hơn ấy. Tại vì thường có vẻ như là những cái khách hàng này, nếu mà ai mà béo phì hoặc là béo quá thì sale nó sẽ dễ, nhưng mà những ai mà kiểu người họ bình thường ấy, họ không phải béo lắm, thì mình nhấn mạnh vào cái vấn đề là tập sẽ giúp họ kiểu đẹp hơn, khỏe hơn. Ừ, ok. Đó. Thì đối với khách hàng này chúng ta sẽ hướng đến educate cho họ nhiều hơn, tức là chỉ ra những cái lợi ích của việc tập. Và cũng như nãy Thịnh có nói là chia sẻ cho họ biết là nếu tập họ sẽ được cái gì về mặt sức khỏe, và nếu không tập họ sẽ được sẽ bị gì chẳng hạn, về lâu về dài. Và kể cả việc tập này mình cũng chỉ ra tập này thì nó cũng có ảnh hưởng đến cuộc sống họ hiện tại, như là mệt, ban đầu tập thì nhức mỏi hoặc là hơi mệt này kia, hoặc là đôi khi cũng bị chán, hoặc là đôi khi cũng sẽ bị những cái bên ngoài chi phối đó. Thì mình phải liệt kê, phải chủ yếu là phải educate, phải cho họ biết cái việc tập là cái gì, để cho họ có một cái khái niệm về việc tập. Rồi sau khi họ biết được cái việc tập là gì đó rồi, thì họ đến cái bước contemplation này, là họ có ý niệm là đi tập cũng tốt á, thì chắc cũng đi tập cũng được này kia nọ, nhưng mà thật ra là nó vẫn còn mơ hồ, nó vẫn còn mơ hồ. Nên những đối tượng khách hàng này chúng ta vẫn sẽ tiếp tục educate họ tiếp về những cái lợi ích, những cái mặt tốt của việc tập, bằng cách ví dụ như chúng ta có fanpage, hoặc là có những cái tài khoản mạng xã hội, chúng ta chia sẻ thông tin, hoặc là kể cả gặp ở trực tiếp tại phòng tập chẳng hạn, thì chúng ta chia sẻ với họ về
kinh nghiệm tập luyện về kiến thức, tất cả mọi thứ liên quan để giúp cho họ ý thức được một cái thói quen tốt nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống họ tốt hơn. Đó. Rồi, sau cái bước này educate xong thì mình sẽ, họ sẽ đến cái bước là có thể là chuẩn bị đi tập, hoặc là có những người đi đến hỏi giá ở mức độ thứ ba rồi. Họ đã biết hai cái này rồi, họ có kiến thức do họ đọc, họ tìm hiểu rồi. Nhưng mà vì lý do công việc chẳng hạn, hoặc là do gia đình này kia nọ, họ vẫn chưa có thật sự đi tập, mà họ nghĩ là à bây giờ tôi đi đến tôi mua gói tập trước, mà tôi muốn ví dụ bước đến yêu cầu một tháng giảm 5kg, 10kg, ví dụ vậy. Hoặc là cuối năm nay 2 tháng nữa là phải dự đám cưới nhỏ bạn thân, tôi phải giảm được 5kg hoặc 10kg chẳng hạn, đó rất là phổ biến. Hoặc là sao ta, nhiều lý do nữa, nhưng mà thường mình thấy người Việt Nam mình chuộng cái đi tập là vì muốn giảm cân, muốn đẹp là chính đó. Nên đây là đối tượng khách hàng khi mà biết sơ sơ về tập là cái gì, ý niệm về tập, nhưng mà họ vẫn đến, nhưng mà họ thật sự chưa có đi tập, nên họ sẽ cũng không biết là việc tập ảnh hưởng như thế nào. Và bên cạnh đó, cái cuộc sống họ bị chi phối bằng nhiều thứ khác, nên thật sự là chưa đi tập được. Nên lúc này có thể tiếp cận bằng cách chúng ta vẫn educate về những, và giúp cho họ giải quyết những cái mà hiểu lầm về việc tập. Ví dụ như nãy chúng ta có nói về ăn uống sao cho đúng, không phải cứ ăn carb là bị mập, không phải cứ ăn tinh bột bị mập, hoặc là không phải cứ ăn đêm là mập, mà đôi khi là do những thứ yếu tố khác như ăn vặt nhiều, hoặc là do ít vận động kia nọ, hoặc là do bị, hoặc là bị đau vai gáy này kia nọ. Đó, thì có thể giải quyết được bằng việc tập như thế nào. Đó, thì bên cạnh đó thì chúng ta cũng cũng sẽ gợi ý cho họ một số cách để sắp xếp được công việc để họ có thể đi tập. Ví dụ như là nói cái mà chúng ta thường nghe lý do nhiều nhất khi mà khách hàng không thể đến tập đó là bận quá. Bận quá không tập được, không có thời gian. Bận quá thì sẽ có hai trường hợp. Một là bận thiệt, không có thời gian thiệt. Còn hai thì đó chỉ là lý do. Đối với người bận thiệt á thì có lẽ chúng ta phải, nếu mà kiểu thân quen rồi, hoặc là nếu chúng khách hàng chịu chia sẻ thì chúng ta sẽ tìm cách nào thuận tiện nhất cho họ. Ví dụ như thay vì ở dưới này người ta có gợi ý một số cách như là kể cả những phòng gym á, nên có những người gọi là người giữ trẻ ở trong phòng gym. Mướn những người giữ trẻ để làm gì? Để những khách hàng như là những bà mẹ bỉm sữa khi đến tập thì có một người đứng giữ trẻ giùm, và họ tập chỉ khoảng tiếng sau họ về đó, thì họ chở đứa trẻ về luôn, họ không phải ở nhà phải để giữ trẻ đó. Đó cũng là một cách. Hoặc là cái quãng đường đi hoặc là cái giờ giấc của họ không có phù hợp tập luyện thì chúng ta có thể phải sắp xếp cho linh động, hoặc là gợi ý cho họ một số cách sao cho nó thuận tiện nhất để cho họ tiếp cận được cách tập, cái bước đầu tiên đi tập của họ kiểu như vậy. Rồi sau đó đến bước hoạt thực hiện hoạt động thì họ bắt đầu hành động đi đến tập. Preparation xong, bắt đầu đi tập. Thì bắt đầu đi tập rồi á, cũng sẽ có những thứ xảy ra, và tại vì họ tập và họ vẫn phải sống, họ vẫn đi làm, họ vẫn kiếm tiền này kia nọ. Thì hoặc là họ vừa đi tập mà họ vẫn vừa phải đi nhậu. Đó thì cũng khó đạt được kết quả mà họ mong muốn chẳng hạn. Giờ tuần anh nhậu 5 ngày mà anh muốn 6 muối chẳng hạn, thì nó có hợp lý hay không, nó có thực tế hay không? Hoặc là bây giờ chỉ muốn giảm cân nhanh này kia nọ có hợp lý hay không? Đó. Thì chúng ta phải đưa gợi ý hoặc là chỉ dẫn sao để họ cắt bớt những cái nào nó không cần thiết bớt. Và tại vì nếu không thay đổi được thói quen thì sẽ không có kết quả mới. Phải thay đổi thói quen mới, có thói quen mới thì mới có kết quả mới được. Đó thì thật ra chúng ta phải là người đồng hành với họ. Cái việc tập á, theo mình cái việc tập nó không phải là cái kết quả, mà là cái người khách hàng đó họ có quay lại, họ có gắn bó với mình hay không đó. Đó là do kết quả của cả một cái quá trình, cả một cái quá trình mà cái người khách đó cảm thấy là tôi được take care kỹ, tôi được lấy nhiều kiến thức từ cái người này, từ người huấn luyện viên này, tôi thấy được chăm sóc tốt, tôi thấy được chỉ dẫn tốt, chỉ dẫn đúng thì kia nọ đó, thì họ sẽ gắn bó được với mình lâu dài hơn. Chứ không chỉ đơn giản là giờ tập tới cuối tháng
phải giảm 3 kg nhưng mà giờ chưa giảm được thì nghỉ, không tập nữa chẳng hạn vậy đó, không đến nỗi như vậy, mà là họ cần một người sát bên cạnh và tập luyện và động viên đó, đủ thứ như vậy. Cái cuối cùng khi mà họ maintain này, cái giai đoạn này thì hầu hết là họ đã có ý thức và họ duy trì được thói quen tập và họ tự sắp xếp được những cái mà cản trở cái quá trình họ thay đổi thói quen rồi. Và cái ở đây nữa là họ, cái nhu cầu của những người ở giai đoạn này có thể là họ muốn những cái gì đó nó khó hơn, nó thách thức hơn, thậm chí là họ đôi khi muốn trở thành những người đồng nghiệp với mình, họ cảm thấy cái nghề này thú vị, hoặc là họ muốn tham gia một cái môn thể thao nào đó cụ thể, hoặc là mà họ muốn thi đấu chẳng hạn vậy, một cái mục tiêu cao hơn nữa đó. Thì lúc này nếu mà mình vẫn làm việc chung với họ thì mình sẽ hướng dẫn họ cách duy trì cái quá trình tập đó như thế nào, kể cả họ không tập trực tiếp với mình, hoặc là hướng dẫn họ tiếp cận những cái nguồn kiến thức tài liệu đâu đó nó rộng hơn, nó lớn hơn để họ có thể đào sâu vô nghiên cứu hơn chẳng hạn vậy. Rồi, đó là về năm cái bước thay đổi hành vi, và người ta có thể xuất hiện ở bất kỳ cái bước nào ở đây khi chúng ta tiếp cận, chứ không phải lúc nào cũng là những bước đầu tiên, nhưng mà thường đa phần á là bước đầu tiên nhiều, bước 1, 2, 3 sẽ nhiều. Và chúng ta phải đánh giá được là khi tiếp cận một người khách hàng, chúng ta phải đánh giá được là họ đang ở cái giai đoạn nào. Theo các bạn, làm sao biết được khách hàng đang ở giai đoạn nào? Làm sao biết được một người này thì đang ở mức độ nào? Hello Du. Vô lâu chưa Du? Dạ, mới vô anh, mới vô, mới đi okay. Lấy hàng về, mới vô. Ok. Theo Ly, làm sao biết được những người này ở mức độ nào? Chủ yếu thì mình phải quan sát với cả trò chuyện với khách hàng ạ. Đúng rồi. Người ta có một cái cụm từ đó là communicate is key, tức là chìa khóa là cái sự giao tiếp. Nên để biết được mọi thứ, chúng ta phải giao tiếp. Giống như chúng ta phải hỏi về trước đây anh chị từng tập luyện chưa, kinh nghiệm tập luyện thế nào, rồi nó có thành công hay không, rồi nếu thành công tại sao dừng, hoặc nếu không thành công tại sao không thành công. Chúng ta sẽ đặt nhiều cái câu hỏi như vậy để mình đánh giá được cái người tập này có cái rào cản hay cái gì đó hay không đó. Và cái con đường để đi đến cái thành công của họ nó không có thẳng, mà nó sẽ lắc léo, nó sẽ đủ thứ, kể cả chúng ta cũng vậy. Làm cái gì mà thành công thì nó phải đầu tư thời gian, công sức, và thậm chí đôi khi phải làm lại từ đầu, hoặc là thay đổi thói quen, thay đổi những cái mindset của mình đó. Đôi khi phải phủ nhận những cái mình đang đo cho là đúng chẳng hạn vậy. Mình sẽ gọi cô lại một cái nữa. Mọi người có thắc mắc gì cái phần này không? Cái này chủ yếu là soft skill, nên chắc trao đổi thôi, chứ không có nặng về kiến thức nhiều. Mọi người có ý kiến gì không? Hello. Không ạ. Ok, cảm ơn mọi người. Để mình gửi, mình call lại một cái nữa. Mm-hmm.